Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư 1 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Tịnh Đốn gồm có phỏng vấn tìm hiểu về trợ cấp của chính phủ cho các cá nhân, gia đình và tiểu thương đang gặp khó khăn vì dịch cúm Vũ Hán. Trong lúc dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 1, buổi phỏng vấn qua telephone do Võ Thành Nhân thực hiện với ông Đỗ Quang Tỏa về các trợ giúp của chính phủ liên bang hiện nay. Thank you.
Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến về ban biên tập SBTNDC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.